đẹp ghê má luôn. Má ăn món này vô thử đi con. Hai. Ủa nội, con không phải là hai mà là thằng Tèo. Vậy thằng hai đâu? Thằng hai là thằng nào? Thằng hai ý lộn. Hai á là cha của con, còn con là thằng Tèo. Thằng Tèo. Dạ, là cháu của nội á. Mặc áo vô đi con Tèo. Áo nhỏ xíu sao con mặc vừa? Trời ơi, thằng Tèo nó mới đẻ thì nó phải mặc áo nhỏ chứ làm sao? Không dám đâu, con lớn rồi mà, sắp bằng nội rồi. Thằng Tèo nó lớn, nó sắp bằng nội. Dạ. Vậy là nó thành thằng hai rồi. Hai, đi vô má tắm cho. Đi, đi, đi. Trời khổ nội ghê á. Sao? Con không phải là con trai nội mà là cháu của nội. Nội hiểu chưa? Không hiểu. Có gì đâu không hiểu, dễ hiểu mà. Dạ. Có nghĩa là vậy nè. Cha con là con trai của nội. Ừ đúng rồi. Còn con là con trai của con trai nội. Nội hiểu không? Con là con trai nội. Không hiểu. Không hiểu hả? Có gì đâu mà không hiểu. Có nghĩa là vậy nè. Sao? Con á là con trai. Ủa, cha con á là con trai của nội. Còn con là con của cha con. Là cháu của nội. Nội hiểu chưa? Ừ đúng rồi. Thì con là cháu của nội. À đúng rồi, đúng rồi. Ủa, vậy mày là thằng nào? Con là thằng Tèo, cháu của nội, nữa nhớ chưa? Tèo là cháu của nội. Ờ đúng rồi, cháu của nội tên Tèo. Đúng rồi. Đúng rồi. Nội nhớ rồi, mừng quá. Trời ơi, bổ cha mày làm như là nội lẫn vậy không bằng. Nè, mặc áo vô coi. Con nói rồi, cái áo này nó nhỏ xíu, con mặc không có vừa. Ủa mà ba con đâu, thằng hai đâu rồi, đi tìm nó coi. Cha con đi đóng củi rồi. Mà thôi, nội ngồi đây đi. Con đi lấy cơm cho nội ăn, chịu chưa? Nhưng mà nội nhớ nha, đừng có cho ai vô nhà mình hết á. Nội nhớ rồi. Nếu mà cho ai vô nhà mình á, người ta lấy hết đồ á, làm nhà mình tiêu luôn á. Nội nhớ rồi mà. Nội ở đây nha nội. Đừng có cho ai vô nhà nha nội. Nội nhớ rồi. Nội nhớ nha nội. Rồi. Trời nội nhớ nha. Kỳ cục vậy ta. Dạ. Làm gì vậy? Con lăn chung chơi. Con lăn cái gì đi tìm cho cái múa cho cha con. Ủa nội, chơi gì vậy con? Con chơi gì đâu, con với cha đang tìm cái búa mệt muốn chết nè. Ờ vậy hả? Kỳ cục quá. Cái búa về mỗi lần đi làm về là để lại chỗ cái góc này. Mà cha có nhớ kỹ là cha cắt ở đó không? Ờ cha đi về là cha để đó chứ để đâu. Không để nhà mình lại có ăn trộm hả? Cái gì? Con mới nói cái gì? Ăn trộm hả? Ai ăn trộm? Nó phải không? Đó con là thằng Tèo. Không phải má ơi, thôi má qua đó má ngồi đi, má đừng có chạy lung tung nữa. Vậy mà đó. Má có cất cây búa của con không? Có thấy. Cất ở đâu? Trong tủ á. Ủa gì kìa? Sao nãy giờ nội ngồi đây mà nội thấy ở trong tủ? Vậy sao má không, má thấy trong tủ rồi đâu, sao má không đưa ra cho con? Trời ơi thì đó, cây kiếm mà ba con đi chinh chiến má cất kỹ lắm trong tủ á. Trời ơi má ơi, con kiếm cây búa cho con kiếm cây kiếm làm cái gì mà. Ủa? Kiếm cây búa hả? Con kiếm cây búa. Cây búa đi chặt củi á nội, chứ không phải cây kiếm đi đâm đâm. Vậy sao nãy giờ không nói? Trời, nói nãy giờ. Để má lấy cho. Nói nãy giờ. Chả biết liền, chả biết là nội con giấu cho không ai hết á. Đúng rồi nha. Cái này á, để vô cùng bí mật. Má không có cho ai biết hết á. Con cũng đừng cho ai nhìn thấy nha không? Trời ơi, ai mà thấy chỗ làm cái nào gì? Mà kính nè. Quá vậy? Cái này là chiếu chỉ của vua ban cho ba con đó. Trời đất ơi má ơi, con kiếm cây búa, con kiếm cây búa, con đi đi chặt củi chứ không phải con kiếm cái này. Trời ơi, sao nãy con không nói? Nói nãy giờ rồi. Con có nói hả? Có, con kiếm cái búa, hồi nãy giờ kiếm cái búa mà. Cha con nãy giờ nói mà tại vì nội không nhớ đó. Để má vô má lấy cho. Trời ơi, đâu có gì đâu mà. Mệt dễ sợ luôn. Đây nè. Bà nội con cất cho mai trần á. Nè. Mà giờ hỏi ra là bà tự ăn. Nè. Nói ra. Ăn cơm đi rồi con đi học. Hai, ăn cơm đi rồi vô má tắm cho, nhanh lên. Ngồi xuống nè. Má ơi. Hả? Bây giờ không phải là con muốn ăn cơm. Chị... con nói là con muốn kiếm cái búa. Cái búa này nè. Trời ơi, sao nãy giờ con không nói? Trời ơi. Đó
tao được rồi, để má vô má lấy cho. Cha còn chết gì bà nội luôn quá trời. Cha chết trước rồi. Hồi nãy giờ đó bà nội cái kiểu này là tìm cây búa tới ngày mai luôn. Bí mật không? Bữa nay cha khỏi đi đúng không? Cái này là thượng phương bảo kiếm Phượng Dương ban cho ba con đó. Nữa thượng phương bảo kiếm nữa thôi được rồi, cho con coi cái thượng phương bảo. Trời ơi, đúng rồi, cái thượng phương bảo kiếm đây. Không có cái này là cả nhà chết đói luôn rồi. Cảm ơn cái thượng phương bảo kiếm Hoàng Thái Hậu. Con đi củi đây. Cha ơi, nhớ về với con nghe cha. Con cho nội ăn gì vậy? Con cho nội ăn xả. Này đâu phải xả. Cát. Hả? Quý trời, hồi sáng đi dọn dẹp sạch sẽ rồi, bây giờ làm gì mà một đống thù lù trước sân thay gom vậy? Má mới sắp ra đó. Ủa mà tính đốt lửa ung khói hả chi hả? Ủa thằng Tèo đâu má? Không biết, hồi sáng giờ không có thấy nó. Ủa, ê, cậu là ai vậy? Con là thằng Hai nè. Hai hả? Ủa, con đi đâu mới về vậy? Đi đông cụ về. Trời ơi, mệt lắm không con? Mệt muốn chết luôn. Ủa, mà cậu là ai vậy? Con là thằng Hai. Ủa con đi đâu mới về vậy? Con hả? Đi đúng củi về trời ơi. Ừ mệt không con? Má mệt không? Mệt. Má mệt hả? Má mệt nghỉ ngơi đi. Con cũng mệt gần chết rồi, có mấy câu hỏi miết. Ủa mà thằng Tèo đâu? Không biết nữa, nó đi đâu đó không biết. Sáng giờ không thấy nó. Thằng này nó đi đâu ta? Thôi con đi tìm nó nha. Chứ lỡ nó lọt sông rồi nó mất công lắm á. Chừng nào nó về đó, má nói nó ở nhà chờ con nha. Mệt ghê vậy đó. Thôi con đi nha má. Thằng này nó đi đâu kìa? Tèo ơi. Tèo. Tèo ơi. Thằng này đi đâu mà lính qua lính quýnh vậy không biết nè. Không biết ai vậy ta. Cha ơi, đợi con với cha ơi. Cha. Cha. Ủa nội, con mới nghe tiếng của cha con mà. Đâu có đâu. Thì sao con nghe kìa? Không biết. Không biết nữa hả? Vậy nghe cha nói con đi đâu? Cái gì mà ra suối rồi chết đuối gì không biết nữa. Trời ơi. Vậy cha con té xong. Ủa mà sao nội biết? Nó mới nói tức thì nè. Mới nói hả? Thôi để con đi tìm cha con. Cha. Lính qua lính quýt nha. Cha ơi. Mày đi tìm cha mày, cha mày chạy qua mày tìm ra. Đi đâu vậy? Dạ con đi tìm cha. Mắc mơ đi tìm cha. Nội nói cha té xong chết đuối mà. Trời đất ơi, con ở với nội bao nhiêu lâu rồi? Bà nội bị lẫn mà. Bà nội nói tùm lum tùm la, con tin bà nội làm cái gì? Chạy như vậy hả? Lỡ mày té xong rồi sao? Con đâu có ra ngoài xong đâu. Mệt muốn chết luôn à. Con đi lấy cơm cho nội ăn chứ bộ. Ngồi xuống đi. Dạ. Tìm con cha chạy mệt chết luôn. Cha mà con không mệt à? Mà cha... con nghe lời bà nội làm gì? Bà nội lẫn rồi. Cha, tại sao bà nội lẫn vậy cha? Thì bà nội già rồi bà nội lẫn. Tại sao già vậy cha? Thì bà nội sống lâu rồi bà nội già. Tại sao sống lâu mà già cha? Thì... lâu năm rồi cái con người mình nó quéo lại nó già. Vậy cha sắp quéo giống như bà nội vậy hả cha? Tao sắp rồi. Vậy chừng nào tới con? Yên tâm đi, ngày đó sẽ tới thôi. Dạ. Mày cũng sẽ quéo như cha mày, rồi quéo như bà nội mày. Hỏi tầm bậy tầm bạ không à. Con sẽ chờ đợi nó. Yeah. Thôi cha ơi, mình đi về đi cha. Thì đi về chứ, nghĩ mà chút là phải về chứ. Ngồi đây hoài mệt quá. Ây da. Mà con biết không? Dạ. Mấy người lẫn mệt dữ lắm con ơi.
biết người ta lẫn cũng cha cha hả? Cha muốn biết người ta lẫn thì làm cách nào cha? Thì mấy người già họ lẫn rồi đó, họ không có nhớ chuyện bây giờ nhiều mà chuyên môn nhớ chuyện ngày xưa không à, rồi cứ lầm bầm một mình vậy đó. Dạ còn ruột đánh người ta cắn người ta là sao cha? Ruột đánh người ta cắn người ta là điên chứ không phải là lẫn, con hiểu không? Dạ. Vậy cái nào nguy hiểm gì cha? Nói chung là cái nào cũng nguy hiểm hết á. Thôi đi về đi, bà nội ở nhà bà nội nấu cơm xong rồi lỡ bà nội ấy là làm trái nhà là chết luôn á. Dạ. Đi về. Lớn gì già? Già cái gì lớn tuổi? Lớn tuổi á, tại vì quéo lại. Ba vui quá. Mày lẫn luôn thôi. Ủa má làm gì vậy má? Cái gì? Hả? Đừng có la lớn nha. Má cho con cái này nè. Cho gì? Tiền. Tiền? Đi. Ở đâu má có? Thấy rồi thấy đó. Má. Má ơi cái này là lá cây chứ không phải là tiền. Mà tiền cất đi để người ta thấy mà. Má còn mấy thì có. Mấy cái vàng lá ở đây nữa nè. Đây nè. Không phải đâu, nguyên cái đống này là vỏ cây với lại lá thôi, đâu phải tiền với vàng đâu. Trời ơi má ơi, cái này đem đốt đi, đừng có để làm cái gì không phải tiền. Con không tin má, cái này của ba con để lại cho má mà. Thôi cái này dơ lắm má, đừng có lụm nữa. Thôi má vô nghỉ đi. Lá cây hả con? Lá cây không à. Đốt hết con. Rồi đốt hết, thôi để nó đi. Chừng nào muốn đốt là đốt. Thôi vô nghỉ ngơi đi má. Kỳ quá ta. Vô nghỉ đi. Mình nhớ hồi trước đâu có như vậy đâu ta. Mà sao giờ má mình lẫn quá vậy? Làm cái gì cũng không biết làm cái gì. Ngày xưa má mình là một tay lo ruộng vườn quán xuyến, bây giờ không có biết làm cái gì mà còn gây rối tùm lum tùm la trong cái nhà này. Thiệt. Bởi vậy con đố cha, con là ai? Đố thành cha mày chứ đố. Hỏi một đường thử lần. Làm gì à? Con đố cha cái này là cái gì? Không lẽ là tiền? Con đố cha mấy cái này là cái gì? Mày đừng nói tao cái này là vàng nha. Vậy con đố cha một lần cuối nè. Con giống cha hay giống mẹ? Giống bà nội mày. Rồi, cha lớn thiệt rồi. Mày làm gì thằng quỷ? Hả? Mày làm gì thằng quỷ kia? Tao đập cái chết cha mày bây giờ. Vô cớ đó người. Không lẽ lớn mà còn điên? Điên thằng cha mày chứ điên. Tao vậy mà điên hả? Nói tầm bậy tầm bạ không à. Đang bực bội gần chết à. Vậy sao tự nhiên cha ngồi đây cha nói lẩm bẩm chuyện ngày xưa đó? Thì ta nhớ lại, giờ thấy bà nội lẫn như vậy cha mới nhớ lại cái chuyện ngày xưa lúc bà nội còn tỉnh kìa. Bao nhiêu công chuyện nhà bà nội làm hết trơn, bây giờ bà nội lẫn rồi không còn biết một cái gì nữa. Gạo để ở đâu cũng không biết, mâm để ở đâu cũng không biết. Có một bữa bà nấu gạo, bà nấu bà lấy gạo bà không lấy, bà lấy cát bà làm cho một nồi biểu tao ăn. Ban đêm không có đèn, tao quất vô một cái muốn chết luôn rồi. Bây giờ đó bà nội hay gom lá như vậy nè, nói đây là tiền, đây là tiền. Trời ơi thiệt là khổ quá đi. Đây là tiền? Hèn gì. Hồi nãy á, con thấy bà nội á cha, nội đút tiền á. Con hỏi nội nói gì, đút gì? Nội nói đút tiền. Ai dè đút lá cây. Đó thì nội gom hết một đống như vậy nè, rồi nội đem nội đốt rồi. Cha kêu nội đốt hả? Ừ, cha kêu đốt. Ừ, hèn gì. Con thấy nội bỏ mấy cái lá này vô mấy cái túi đỏ đỏ đó. Đốt.
Ây da, thì đó, bà nội con lẫn rồi. Thiệt, khổ ghê đó. Lụm mấy cái lá này còn bỏ vô trong cái túi đỏ đỏ. Mà mấy cái túi... Mày nói mấy cái túi đỏ đỏ gì? Nó đỏ lắm. Nó đỏ, nó nhỏ vậy nè. Nó đỏ giống vậy không? Chính xác, nó y chang như vậy nè. Cái thằng chết mẹ rồi. Đốt hồi nào, đốt mấy túi. Dạ, ba bốn túi gì đó. Trời ơi, mấy cái túi đó là mấy cái túi tiền của tao. Tại sao lại nỡ lòng nào đem đi đó? Tiền đó là tiền dành dụm tao bán củi biết bao nhiêu năm trời, để dành dụm là tương lai của mày, để sau này mày cưới vợ. Tại sao bà nội mày đốt, mày không cản bà nội mày lại? Thì cha nói là bà nội lẫn rồi. Đừng có nghe bà nội nói gì, đừng có nghe. Thì con nghe lời cha thôi. Trời ơi, tại sao mẹ lại giết con như vậy? Trời ơi, tiền cưới vợ của con đó con ơi. Bây giờ bà nội mày đốt. Trời ơi, hết tao rồi. Vô đỡ lên nha. Rồi để gì vậy, thả xuống đi, thả xuống đi. Ra lấy cái giò ra. Ui dạ. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi hả? Ờ. Cha, hả? Xe này đẹp quá ha cha. Ê, coi cũng được. Dạ. Chút nữa cha đẩy con đi đi chơi nha cha. Yên tâm đi. Có cái xe này xong hả, con ngồi lên xong cha kéo con ra ngoài chợ chơi. Cha, cha. Cha chở con ngoài chợ xong cha chở con tới nhà thầy chơi luôn nha cha. Được rồi, cha chở mày đi học mỗi ngày luôn. Dạ, vui quá trời. Nhưng mà không được. Sao? Nếu mà cha đẩy con tới chợ rồi chở tới nhà thầy được chở đi học á, nhà nội ở nhà đốt nhà làm sao? Điều đó cũng là điều mà cha trăn trở đó. Bây giờ bà nội già rồi, ở nhà cũng không làm được cái gì, mà nội lẫn quá rồi. Lắm rồi nội hay đưa lấy lá nội đốt nữa. Không chừng có bữa nội đốt xong á cháy nhà, rồi nội ở trong nhà nội ra không kịp, rồi nội chết nữa. Bởi vậy cha mới tính đưa bà nội vô trong rừng ở. Có được không cha? Được. Cha đi củi cha thấy rồi. Ở trên rừng có cái hang núi, đưa bà nội vô trỏng ở là an toàn nhất. Vậy chừng nào mình mới đưa nội lên trỏng cha? Thì cái xe này đóng xong đó là cha tính đưa nội lên trên núi. Vậy cha chờ con chút nha. Làm gì? Vậy giờ đưa nội đi luôn hả? Vậy xe này xong rồi. Vậy thôi đi đi. Vô kêu nội. Dạ. Vô gói cho nội ít đồ ăn khô. Thôi đồ ăn ướt đi cha ơi. Đồ ăn ướt để mình ăn, đồ khô để cho nội ăn. Nội ăn như vậy nội uống nước vô, nó nở ra nội no lâu hơn. Dạ. Nội ơi, nội. Nội ơi. Nội ơi. Nội ơi, nội. Nội ơi. Sao con không đẩy phụ cha nặng quá đi? Con có đẩy mà. Ây cha. Trời ơi. À. Sao cha kéo mình cha mà mày ngồi lên luôn rồi sao? Mày không đẩy phụ cha. Con mệt muốn chết rồi. Nặng mệt quá. Ủa sao con dừng lại vậy con? Dạ cũng gần tới rồi má ơi. À. Cha. Hả? Sao cha bỏ nội trong đó vậy cha? Thì cha nói con rồi đó. Dạ. Để cho bà nội trong đó an toàn hơn. Dạ. Lỡ như bà nội lạnh thì sao cha? Ở trong hang đá cũng không lạnh lắm đâu. Lỡ như thú dữ tới ăn thịt bà nội sao cha? Ăn thịt cái gì? Bởi vậy cha mới đem vô trong hang, chứ không thôi cha để ngoài rừng rồi. Vậy bà nội ở trong đói thì sao? Lấy con sao ý kiến nhiều quá. Thì chừng nào bà nội đói đó là cha đi làm lấy củi đó là cha đem cơm vô cho nội ăn. Dạ thôi nội, con cho nội cái áo nè nội. Có gì á bà nội đáp nha bà nội.
Vậy con đưa má vô trong đó rồi chừng nào con rước má về? Thì chừng nào con nghỉ đóng củi xong rồi con đón má về. Vậy chừng nào con mới nghỉ đóng củi lận? Trời ơi, má hỏi mắc cười quá, nhà mình hả? Mấy đời làm nghề đóng củi rồi. Bây giờ con làm không chừng là con tới già nữa, con có cháu nội y như má nữa, con cũng chưa hết làm nghề này nữa. Vậy má ở luôn trong đó suốt đời luôn hả con? Thì... không sao đâu má ơi, má cứ vô đó má ở đi, không có gì đâu. Thôi con ở đây nha. Cha đưa bà nội lên trên hang. Sao không cho con đi theo? Ở đây đi, mày đi lên đó, mày đi không được mày té bây giờ. Thuốc giữ anh con sao? Có cái búa đó, dạ. Ở đó đi. Nhớ đi đó. Kéo bà nội cẩn thận nha cha. Ừ. Bà nội đi nha bà nội. À. Bà nội ở đó mạnh giỏi nha bà nội. À. Thiệt không hiểu cha nè. Đúng là cái tuổi ăn tuổi ngủ, mới lên trên núi xong rồi về là ngủ rồi. Ngủ xuống vậy rồi lỡ thú dữ nó ra là sao? Dậy. Dạ. Dậy. Con có ngủ đâu. Con ngủ rồi sao con nằm xảy ra vậy? Trời ơi, con có ngủ đâu. Con thấy hết luôn á. Thấy hết luôn rồi hả? Dạ. Thôi đi về. Dạ. Đi. Cha đi trước đi. Ở đây đâu mất tiêu rồi. Tèo ơi. Tèo ơi Tèo. Tèo ơi. Tèo ơi Tèo. Dạ. Đi đâu vậy? Con lấy cái xe này. Con ơi bỏ xuống đi. Sao con cực vậy? Bỏ luôn cái xe đó đi. Đi đi về đi về. Thôi bỏ chi cho nó uổng. Uổng cái gì mình đâu có dùng nó nữa đâu. Có. Sau này cha có già giống lẫn giống như bà nội á, con cũng để cha lên cái xe này kéo vô trong rừng, xong ẵm cha lên núi bỏ vô trong cái hang đó đó, giống như bà nội đó cha. Chi vậy? Thì khỏi tốn quần áo, khỏi tốn thuốc men. Con đâu có được làm như vậy. Vậy sao? Mình bây giờ mình làm bà nội được, vậy sau này con làm cha sao không được? Cha, sao cha khóc vậy cha? Hồi nãy con cũng thấy bà nội khóc y chang như cha kìa. Cha làm vậy là không đúng hả? Con nói cha nghe này nha bà nội, nhưng mà tại vì cha lo cho bà nội già rồi, bà nội lẫn rồi, bà nội ở nhà con mình, nhiều khi bà nội lỡ làm trái nhà rồi sao? Thì bà nội có lỡ làm trái nhà thì có sao đâu, mình lên rừng á mình chặt cây mình về mình xây lại cái nhà khác, còn nếu như bà nội chết á thì mình có tìm ra bà nội khác được không? Con hỏi cha trả lời đi. Cha cứ ớn rồi. Ê cha, trời ơi, sao cha không về? Chờ con với cha ơi. Cha. Má. Sao má ngồi đây? Chặt củi xong rồi nó tới nó đem cơm cho má mà sao lâu quá nó không thấy nó. Con hai nè. Con sao con khóc vậy? Nín nín đi con, ôm má thương nín nha. Cục cưng của má, cục vàng của má, con đừng có khóc, má đau lòng lắm. Nằm xuống đây, má ru con ngủ nha. Nằm xuống. Nằm xuống mà
công cha. Má ơi, má tha lỗi cho con nha má. Con vẫn yêu với má. Má ơi, thôi mình về nha má. Dạ dạ dạ. Để con cõng má về. Con cõng má về nha má. Cha. Con nói cha nghe nè, cha làm vậy mới đúng á. Nội á về rồi, gia đình mình hạnh phúc rồi hai cha. Cha cõng nội về cho con. Nội nội, con thương nội lắm á nội. Cha con cũng thương cha lắm á. Thôi gia đình mình về chứ. Thôi đi về. Thôi mình về nha má. Chia tay chiều chủ nhật, anh nói rằng từng sao anh đến. Bước một cành hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc hiên nở rồi. Công nhận là mình chơi bông nghệ thuật quá, nở anh đẹp. Anh ơi cái gì? Cái quần. Cái gì anh ơi? Anh cái quần. Quần gì? Cái quần nó bay. Trời ơi, đương mặt nhưng mà cởi ra chỉ cho nó bay. Trời ơi, cái quần này là nó bay qua nhà mình. Của mình... ai? Của con mắm kia bên kia kìa. Của nó bay qua đây. Ừ. Đem dục mẹ thùng rác đi. Trời đất ơi, dục chi uổng. Trời, quần tốt thế mồ luôn à. Nè. Gì? Mai mốt á, mua nhà thì phải lựa cái nhà nào mà hàng xóm tướng bự bự chút nha. Quần bay qua mà tôi mặc không vừa. Lựa cái nhà nào mà hàng xóm cỡ tướng tôi đó nha. Trời ơi, muốn lựa hàng xóm cỡ bà đó hả? Hơi khó là bây giờ quả mai đi vô sở thú mà lựa chuồng voi á, ngồi gần bà cho bà mặc quần cho nó vừa. Xin lỗi ông ạ, chê tôi voi phải không? Thử tôi ra đường coi có ai dám ai không ngó tôi không? Trời ơi, nó ngó bà bị tướng lạ quá mà. Nói cho bà nghe, đem dục mẹ nó thùng rác đi, hay là bà để bà bận ha. Trời ơi, nói đi nói lại chồng tôi cũng thông minh ghê vậy đó. Em nói anh nghe, cái quần này nó ngắn vậy chứ mà em nối khúc dưới lại mặc vô là ngon lành à. Nói cho em nghe. Hả? Nói tới cái vụ quần này là anh nhớ tới lần trước. Lần trước làm sao? Cây ổi nhà mình đó em nhớ không? Nhớ. Trời chứ. Ơi, mẹ bà nó xè qua bên nhà nó có một nhánh mà trời ơi cay quá trời, nó hay nó ăn mà. Đúng rồi. Nó hay nó ăn mà giống như là của ông của cha nó để lại, hỏi có tức không? Bữa đó em qua em chửi vô mặt nó. Mà nó cái mặt nó dày ra, không như là không nghe mình vậy đó. Trời ơi, tưởng sao em chửi không có áp phê. Chừng nào chửi là em phải kêu anh chửi nè. Anh nói thiệt em chửi hồi ha, chồng nó ra giác cái rửa chặt mẹ luôn nha nội. Hỏi tức ôi mau không? Nó tại anh á, anh là anh nhịn được chứ em nói thật với anh hả? Hả? Gặp em là em chặt vô mặt của cái con nhỏ đó cho nó tưởng cái mặt hả? Thứ đồ ham ăn. Trời ơi, em ơi, không có được. Tôi sao? Nói cho em nghe. Bởi vì đàn ông đánh đàn bà là vũ phu. Ha? Mà mình phải chơi kiểu vũ nữ á, mình quánh thằng chồng nó đó, quánh thằng chồng nó một trận cho nó tợn. Hay, làm ngon dữ, đánh chồng. Anh có mưa có nước đánh bồ cạp thì có. Để đó rồi em coi. Đụng chuyện là biết à. Ngồi rung mẹ đồ. Bà nó ở hàng xóm láng giềng mà ăn nhậu không bao giờ nó mời mình tiếng nào trơn. Trời ơi, nó không mời anh không nói nữa. Nó không mời anh á, còn mời em cũng không mời nữa. Cái thứ đàn ông gì mà không biết lấy điểm đàn bà. Ừ, đúng là cái thứ ham ăn. Anh ơi. Anh à. Anh. Cái gì? Đây nè. Bà réo hoài với bà nội thiệt tình. Anh ra đây nè. Anh dời phụ bông với em phụ chút xíu coi nè. Nặng quá à, em dời không được. Anh ơi, để xích bên đây nó đẹp hơn đó anh. Trời, đúng là đàn bà con gái à. Cho bông của bà lớn à, mà dời cũng không nổi nữa. Em đứng vậy đó, để đó anh. Nhờ chút cũng xài xể nữa.
được không anh? Trời ơi anh ơi, có sao không? Phụ anh tay, phụ anh tay, trời ơi. Thì từ từ. Trời ơi nó nặng quá. Ui, anh ơi, khoan khoan từ từ. Để em chạy qua đây. Nặng quá. Ở đâu? Đây phải không? Đây nè anh. Rồi rồi được rồi. Anh ra để em coi coi. Được rồi đó anh. Để em coi lại lần nữa coi. Mai mốt á, mấy cái vụ nặng nhọc này á, em đừng có nhúng tay vô. Thì em cũng đâu có muốn nhúng tay vô đâu. Tại anh kêu em phụ mà. Anh nói với em rồi, mấy cái vụ nặng nhọc này á, mai mốt để cho anh. Chừng nào anh kêu phụ quấy phụ, nghe không? Nè, là biểu coi. Gì vậy? Gì mặt hôm nay sao khó vậy? Gì vậy? Em nay em có gì đâu. Em lúc này có bộ ốm lắm đó nghe. Nè anh ơi, anh nhìn lại cái bộ gió của anh coi. Anh cũng đâu có mập đâu. Anh ốm nhưng mà anh ốm mạnh, mình thấy không? Chứ đâu phải là ốm yếu như em. Nè, thôi đi anh ơi. Anh nói với ai thì được, còn nói với em á hả? Em rành anh quá mà, yếu xìu à. Chưa chắc à nghe. Chưa chắc ai yếu hơn ai à. Em á, em thấy anh á là phải cần giữ gìn sức khỏe đó. Em á, tối ngày cứ kêu anh là giữ gìn sức khỏe. Mà là lúc nào em cũng làm cái việc mất sức khỏe với anh không à. Lấy gì có sức khỏe đâu mà giữ. Anh này tối ngày đó kì cục. Cái cuốc tôi đâu rồi? Ở đây. Ý, chết cha rồi anh ơi. Cái gì nữa đây? Anh ơi, cái quần của em đâu mất tiêu rồi. Rồi nãy giờ anh đâu có làm gì em đâu mà mất cái quần. Nói chuyện không có làm gì đâu mà mất quần. Không phải. Ý em nói là cái quần sa tan đen của em á, em phơi hồi sáng ở đây nè, bây giờ đâu mất tiêu rồi. Thì chắc là em giặt em phơi khô rồi gió thổi bay đâu đó chứ gì. Tìm kỹ lại coi. Em tìm kỹ rồi mà. Thôi thôi. Thôi rồi rồi anh ơi, em biết rồi. Vậy là chắc nó bay qua cái nhà cái thằng cha cái rồm kế bên này rồi. Thì em qua bên đó hỏi thử coi coi làm sao. Hỏi đó hả? Ừ. Thôi đi anh ơi. Coi như là mình thí cô hồn đi. Cho dù mà nó có bay qua bên đó hả, họ cũng đâu có trả lại cho mình đâu. Ờ, đúng là cái thứ nhọn mỏ là nhỏ mọn mà. Em nhớ không, cái hồi mà em có bầu á, em thèm chua. Nhánh ổi nhà nó qua, nó chỉa sang nhà mình. Có mấy trái ổi anh hái cho em ăn. Vậy mà nó cũng qua, nó bắt bẻ này nọ. Thì phát ghét. Ừ, đúng rồi đó anh. Anh coi đó, cái mặt con vợ nó đã khó ưa rồi hả? Mà mặt thằng chồng nó nhìn đó hả, còn khó ưa hơn nữa. Mà anh coi đó, mặt của ổng á, lúc nào cũng á, cà kênh đi. Trời ơi, người như con cò ma vậy, ốm nhách tấm nhôm mà, thì phát ghê. Ừ, cà kênh hả? Bữa nào ra đường mà cà kênh kiểu đó gặp anh hả, anh ký vô mỏ nó một cái cho ba má nó nhìn không ra luôn á. Nè, thôi đi anh ơi. Cái gì? Cái tướng anh á, dắt cái gạt tàn thuốc cũng té nữa. Mà bày đặt à. Em nha, đừng khi dễ anh à. Anh nói á, cũng có ngày à, nó ra đường nó cũng gặp anh à. Ý, anh ơi. Gì? Nó chạy qua kia kìa anh ơi. Anh ơi. Ai chạy qua? Nó chạy qua kia kìa anh. Kìa, nó chạy qua kìa. Đó đó. Gì đâu? Con gà. Cái gì? Đừng có la lớn. Sao? Em chạy bọc vòng chặn đầu nó, đừng cho nó về. Từ từ nghe anh. Từ từ. Em đi phía bên này nghe không? Anh bên đây đi, em bên đây. Ừ. Rồi bắt anh đem. Rồi. Trời ơi chết anh, để em. Bây giờ em sẽ dặn cổ nó. Em dặn cổ nó. Em quăng qua bên kia cho bỏ ghét anh. Đừng quăng
đó làm gì? Quăng vô nồi cháo gà, hai vợ chồng mình ăn cho nó đã. Gì vậy? Anh ơi! Anh ơi! Ơi! Anh ơi anh! Cái gì? Con gà! Con gà sao nó đẻ hả? Không, con gà của mình nó đi lạc rồi. Trời đất ơi, bà đi lạc tôi còn tin chứ con gà nào mà đi lạc. Không có, em nói thiệt mà, con gà nhà mình nó đi lạc nó mất tiêu rồi. Rồi, cô hồn sống nó ăn mất mẹ nó rồi. Ai? Ai ăn? Cô hồn sống. Cô hồn sống nào? Vợ chồng hai cái con mắm bên kia chứ cái gì? Đúng rồi, hèn gì. Hồi chiều này em đứng trong nhà em nghe cái mùi cháo gà bay từ bên bển qua đây á. Chắc là con gà của mình quá. Chắc lép mẹ gì nữa, nó ăn giọng rồi. Bây giờ đó, bây giờ em sao? Đó, bây giờ em vô em mằng cho nó một trận đi, em chửi cho nó xả láng vô đi. Được mẹ rồi. Nó thằng chồng nó ra thì chơi với nó luôn à. Thôi, anh để em chửi cho nó một mắt cho nó. Cho bà nó... chửi đi. Anh, chửi làm sao vậy? Trời ơi, có chửi mà cũng không biết bà muốn chửi cái gì bà chửi. Chửi, muốn chửi gì cũng được phải không? Đi, chửi cho nó chết đi, chửi cho nó tàn mạt đi cho tôi. Cái đồ thứ sâu bọ lên làm người. Cái đồ ham ăn háo đói. Cái đồ mà hở thấy con gà của mình hả, hở ra hả là chụp ăn hả, nhai giọng nuốt hả. Cái đồ háo ăn. Thế được không mình? Được không? Đơn giản quá. Vậy hả? Phải chửi mạnh thêm. Mạnh nữa hả? Mạnh thêm. Mạnh nữa hả? Gà của người ta nuôi nấng cực khổ mấy tháng nay thèm mà không dám ăn. Vậy mà thấy gà của mình hở ra hả là chôn con gà của mình ăn hả? Mà thiệt đó nè, ăn con gà của bà đó hả là sẽ bị bệnh tiểu đường nè, sẽ bị bệnh tăng xung máu nè, sẽ chết hết cái dòng họ 99% cái dòng họ tổng số gia đình nhà nó. Nè, ăn con gà của bà hả sẽ bị hóc xương nha, sẽ bị ung thư cổ họng nha, sẽ bị á khẩu nha. Em chửi vậy được không mình? Được rồi, tăng luôn nữa. Tăng nữa hả? Nè, sẽ bị anh ơi, bị gì nữa? Bị nhức xương. Bị thấp khớp, bị ho gà, rồi bị gì nữa mình? Trời ơi, bao nhiêu đồ trong y học mà đem ra bà chơi hết rồi. Em coi gì? Trong tivi hôm qua. Anh ơi, tivi hôm qua nó chửi nhưng mà em chửi em quên mất tiêu rồi. Mình phụ em chửi đi. À, bây giờ bà muốn chửi bà chửi nó đi. À, tôi là Nam Như Đại Trượng Phu, tôi đâu có chửi nó được. Chửi thì kỳ lắm, bà chơi đi. Anh ơi. Vậy có con mặt nó chửi mình kia kìa, em sợ nó quá à, em không dám đâu. Em sợ nó hả? Em sợ nó đợi anh. Tổ bà nội cha đó, con gà bị bắt ăn ăn mất á, không nói gì đằng này cái quần á mà nó cũng lấy nó ăn được nữa. Mẹ ba mày thằng lùng mã tử kia, mày nói ai ăn quần đàn bà hả? Hả? Nè, bộ ông ăn hay sao mà ông ra miệng vậy? Nè, tôi không có nói với cái hạng đàn bà ngu dốt. Đồ ngu dốt. Vậy cả nhà họ bởi là đàn ông ha? Cha nó chửi cả dòng cả họ mình kìa anh, chơi luôn. Bà để tôi phải mằng thằng này mới được. Nè, tao nói cho mày nghe nghe chưa? Bây giờ cỡ mày mà xếp hàng ra cỡ chừng 6 thằng á, một cái cước tao đưa ra thôi á là mày coi như là không còn cao lên được một phân nào. Đúng rồi, một mình thằng chồng tao là chấp hết cả dòng họ tụi bay. Chưa chắc ai tàn hơn ai à. Lo cái thân rồm của ông, cái thân cò ma của ông đó. Đúng rồi. Người ta rồm mà người ta cao, còn chồng mày kìa rồm mà lùng nữa. Trời ơi, nhưng mà trời mà rồm trí thức. Trí thức ơi, coi như tướng người ta ghét. Anh chơi luôn anh, chơi luôn anh. Mày đừng có chửi tao con cò nghe mày. Mày là con cút lũi kìa. Anh, cho nó một bài học đi anh. Trời ơi, anh không cho thôi, cho anh cho một bài học hả? Là nó nhớ tới ba đời nhà mày luôn à. Trời ba đời ơi. Nhà mày luôn á. Xí, ai nói mà nói lại không được, có miệng muốn nói gì nói. Xí. Đúng quá, nói được có làm được hay không? Ừ. Hả? Có làm được không? Làm được, anh, cho clip tiếp anh, cho nó biết là mình làm được anh. Làm được hay không á, để từ từ mày thấy à. Từ từ mày sẽ thấy chồng tao nè. Anh ơi, mình cũng chứng tỏ cho nó thấy là nó chẳng làm gì được mình đi anh. Có làm được hay không á, là từ từ mày biết thôi. Từ từ tụi bác sẽ biết thôi. Muốn chơi hả? Muốn chơi con ngon leo qua đây mày. Trời ơi, mày dụ tao hả? Thằng lùn mà tử. Tao nói thiệt với mày, cái xương tao còi chứ cái đầu tao không có còi đâu. Tao leo qua bên đó cho mày chụp đầu tao à. Mày la làng là tao ăn cướp hả? Cho người ta quánh tao hả? Nó rót em, không dám leo qua. Mày ngon mày leo qua đây nè. Ngon leo qua đây nè. Mày chơi không? Đừng thèm leo qua anh, đừng thèm leo qua. Để cái thằng cò ma nó qua đây hả? Em lấy cây hả? Em chọt nó. Nó thách anh leo. Đừng thèm leo anh. Mà ngu sao leo? Thấy chưa, trời ơi, nó thiệt chứ mày, chồng mày hả, đàn ông á, có cái vụ leo thôi mà cũng không leo được nữa. Trời ơi,
dở quá, kêu chồng mày đi chết cái đồ đi. Mày nhìn lại chồng mày coi trời, cũng chẳng thua gì chồng tao. Trời ơi, chồng tao cao ngon lành vậy mà mày nói không thua chồng mày. Tao dơ cái chân là qua tới đâu mà tao không chơi thôi. Tao cũng không thèm leo qua đâu mày. Con ngon hả? Muốn chơi á thì cho mày. Trời ơi, đồ hèn anh. Ê nè 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 nè, chưa chắc ai hèn hơn ai à. Thấy không anh? Vậy á, mày có ngon á, mày lên đài quýnh võ với tao nè. Chơi luôn. Lên đài thì lên mày, chuyện nhỏ. Chào mừng quý vị đã đến với vận động trường tự do của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, quý vị đã không bỏ thời giờ vô ích đến đây để tham dự một trận đấu mà có thể nói rằng là một trận đấu, một trận thách đấu, một mất một còn của hai võ sĩ của chúng tôi hôm nay. Và bây giờ xin kính mời quý vị hướng về cánh trái của khán đài để đón chào Mr. Rambo Burrito. Mr. Rambo Burrito. Dạ. Và bây giờ xin kính mời quý vị hướng về cánh phải của khán đài để chào mừng võ sĩ Oscar De La Baba. Thằng kia đâu rồi? Vô vô. Trời ơi mày trúng lẻ chút thôi. Có em. Trời ơi gần đánh rồi mày làm cái gì vậy? Giữ em giữ. Nó ho rồi, nó gần chết rồi. Nói cái ho không là tao quánh nó chết. Đáng lên nghe không anh? Trời ơi coi chừng gãi ông ơi. Cái tướng yêu dữ lắm à. Cái gì cơ không anh? Làm đồ vàng. Ê hàng bay. Đáng lên nghe không anh? Vô. Vô anh, vô. Sau đây là anh. Thể lệ của trận đấu. Hai võ sĩ không được chơi xấu, không được chửi với nhau, và tuyệt đối không được cắn. Nếu hai bay đánh không lại, tụi bay được quyền đá. Để gì không coi. Bây giờ chúng tôi xin phép trận đấu được. Trời ơi sao vậy? Trời ơi, dẫn vô thay quần đi. Trời ơi. Có sợ là không sao. Trời liền đi. Sợ đánh. Trời ơi sao ở đâu nó túa ra dữ vậy? Ơi, ông xong đi đái trước đi. Hết mẹ nó nước rồi còn đâu nữa. Yên chí đi, không có cái lần hai đâu. Hết nước rồi. Trời nó chơi. Phải chơi thông. Bên đây xong chưa? Dạ xong rồi, hết rồi. Bên... Nó rét rồi, nó thấy nước tôi nó rét liền thấy không? Ông ơi, nó ấy. Tôi nhỏ nó lớn à. Chuyện lớn rồi. Nó rét tôi rồi. Nó nhìn cái mặt ông là nó sợ rồi à. Dẫn nó đi thay lẹ đi. Thắng rồi. Dạ, xin lỗi quý vị, xin lỗi quý vị. Trận đấu được tạm hoãn vì lý do vệ sinh. Lẹ lên. Dạ dạ xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Vô anh lẹ lên. Ráng lên nha. Nó đi thay đồ mà nó tưởng nó thắng đâu, nó giơ tay cao quá. Ráng lên nè. Cởi này ra đi. Bay, tới đây. Cởi ra liền à. Thấy dân chơi chưa? Ủa sao ông nhảy chi tùm lum vậy cho quánh ông? Tôi không thấy đường, tôi tưởng ông là nó. Bằng lại. Bằng lại à? Bằng lại. Ông này chịu đòn hay thiệt à. Ông ơi, cho chồng tôi thắng nha. Cho chồng tôi thắng. Tôi không thắng gì. Chờ bắt đầu. Ráng lên nha. Đánh. Come on.
ghế ngồi coi bà. Anh ráng. Mệt không? Anh phải hạ thằng này. Anh không mệt nè nè. Đâm nó anh. Không được, có trọng tài. Không được em ơi. Đâm trọng tài trước. Không được. Đâm trọng tài khán giả đâu thấy. Không được cưng ơi. Nè. Nếu mà anh không làm hả? Tối nay về được ngủ chung với em đó nghe chưa? Ôi, trời ơi. Nè. Nè, đâm đi, đâm nó. Thôi không được. Nè, giữ cái này đi. Giữ đi. Cái gì vậy? Thuốc cầm máu. Đâu có cần thuốc cầm máu. Trời ơi, lát nó chảy rồi có cái chậm. Để rồi thắng nha. Nè, bảy cái thuốc này uống thuốc bổ vô. Uống vô đi. Ông mà không thắng nó hả, tôi bẻ hết răng luôn đó nha. Trời ơi. Nè, uống vô. Uống vô. Vô, vô, vô. Trời ơi, đã. Trời ơi, bà cho uống thuốc vậy vậy như hột tiêu vậy bà. Trời ơi, uống này mới khỏe. Khỏe không? Đấm ngay cái quá khỏe. Đã quá. Chơi luôn nhau. Để. Chơi luôn. Chơi nó luôn à. Đừng chơi luôn. Đấm ngay cái mỏ nó trước. Tao mới uống thuốc xong rồi mày chết cho tao à. Bị trợ. Không bị trợ. Trời ơi, bà mằng cái gì vậy? Trời ơi, ông dòm gái là xui lắm. Ông có dòm dòm tôi nè. Trời ơi, tôi nhìn bà tôi căng miệng miếng em sung lắm thôi. Tập trung lên đây đi. Thả ra quanh rồng. Quýnh, quýnh, quýnh. Mày dám ôm con vợ tao hả? Rồi. Bây giờ ngồi đây tôi chửi mặt. Ngồi đi đi. Ngồi xuống. Ai rồi ấy bà lau cái khăn gì vậy mà hôn quá. Chết cha rồi ông ơi. Tôi quên mất anh cái khăn ở đâu tôi lau ở dưới. Trời ơi. Xin lỗi nha. Bà chơi gì kỳ vậy? Khăn mới rõ ràng nha. Khăn mới. Anh ơi ráng lên coi. Úng ba la chồng tôi thắng. Úng ba la chồng tôi thắng. Ráng lên. Anh nhìn mặt em cái anh khỏe. Ông biết sao lúc nãy tôi cho nó ôm tôi không? Tôi hy sinh cho nó ôm tôi để quánh nó. Bà ham cho nó ôm lắm à. Trời chơi luôn không bây giờ. Bà cho nó ôm nữa tôi quánh bà luôn á. Ôm ban ngày mà đâu có sao đâu. Chừng nào ôm ban đêm mới sợ. Lát tôi ôm vợ nó. Đâm có mỏ nhọn đó nghe anh. Nghe không anh? Giờ ông thấy khỏe người không? Ông khỏe không? Quá khỏe. Tôi mà xỉu là nó khỏe mà tôi khỏe là nó chết mẹ đó. Ráng lên nè ông. Ráng lên nè. Kiểu này chắc xong không nổi không em ơi. Cái gì vậy? Quy trời. Tỉnh dậy đi ông nội. Người ta đang quánh lộn ông ơi. Trời ơi. Chơi luôn nha. Chơi xả láng. Phải chơi thôi. Ráng lên nhau. Bà yên chảy vậy. Đêm nay tôi sẽ chơi đặt. Quý vị. Nãy giờ tôi nói tới đâu rồi quý vị? Hiệp 2. Ba. Dạ yeah, bây giờ xin phép quý vị cho hiệp 3 được bắt đầu. Đây cũng là một hiệp cuối cùng của trận đấu. Quý vị chờ xem có ai mất ai còn. Nếu hai tụi nó mất thì tôi còn. Còn nếu mà hai tụi nó còn chắc tôi mất quá. Đúng đúng đúng. Bắt đầu. Đúng rồi, bà đếm đây là đâu? Chưa đây là đâu? 14, 15, 16, trời 17, ơi, đếm gì dữ vậy? 18, 19. Anh nè. Hả?
Chắc mấy bữa nay anh ở trong bệnh viện đó. Anh buồn lắm phải không? Ừ. Nè anh ơi. Gì? Bữa đó em chỉ có nói giỡn thôi. Ừ. Chứ em không bắt anh ngủ riêng đâu. Anh đừng có lo. Ừ. Nè, ngồi đây đi anh. Ê, trời ơi trời. Ây. Đau quá anh. Bây giờ mà có ngủ chung đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Thân thể anh nó xúc tay gãy gọng vậy rồi còn làm ăn gì được nữa. Ủa? Vậy sao anh xin xuất viện về sớm? Thì để gặp họ. Bộ anh định trả thù hả? Đâu phải. Anh tính là gặp họ để mà nói một tiếng xin lỗi. Ừ ha. Em cũng đồng ý với anh đó. Ở đời mà anh. Thôi đi. Một sự nhịn đó bằng chính sự nhục. Chính sự lành. Thôi mình bỏ qua đi anh ha. Ừ. Ôi trời ơi. Ốm mà sung chứ. Quánh. Anh ơi, đỡ không anh? Ra hầu chết rồi. Ăn miếng cháo gà cho nó khỏe đi anh. Em nha. Em mừng ơn. Em lấy miếng giấy mùng á. Em lượt, em lấy nước được không? Răng rụng mẹ rồi cháo còn không nhai được. Anh em còn thấy đỡ chứ. Hổng rày em thấy cái chị ở bên bển đó anh. Cứ xách cơm vô nhà thương nuôi ảnh hoài à. Thấy tội nghiệp quá à. Tự nhiên em thấy hối hận quá à. Khi không cái hai người đánh lộn với nhau. Cái người thì gãy tay, người thì gãy răng. Em thấy kỳ quá à. Anh cũng định qua bển xin lỗi ảnh một tiếng. Đúng rồi đó anh. Em thấy mình qua mình xin lỗi người ta đi anh nha. Ừ. Ở đời, đời người nó ngắn ngủi lắm. Sau cái trận té tua phành mỏ này rồi, anh thấy là không nên kết thù kết quán chi. Đúng rồi đó. Tìm bạn nhiều đặng cho nó vui. Ôi giờ hối hận rồi. Em nói anh nghe nè. Anh, bà con xa không bằng láng giềng gần nha anh. Bây giờ hay là mình qua mình xin lỗi ảnh chị nha anh. Đi, em đỡ. Đỡ lên đi coi. Đau răng mà cái chân đi không nổi là sao trời. Té đó. Trời ơi. Anh hả? À, không không phải định qua xin lỗi anh. Xin lỗi. Mà chưa qua anh tới rồi. Tôi cũng vậy. Tôi cũng tính vợ chồng qua xin lỗi anh chị. Chị em cũng tính qua gặp chị. Em tính nói chị là cái chuyện bữa đó đó, chồng chị với chồng em coi như là mình là một giấc mơ nha chị. Chị quên hết nha chị. Tôi cũng vậy nữa. Bây giờ thì tôi mong muốn chúng mình á coi nhau một nhà như là ngày xưa vậy. Dạ. Đồng ý không? Dạ, em đồng ý. Đồng ý. Em, đồng ý ha. Trời ơi nói tôi muốn khóc quá. Mà đau quá khóc không được. Thôi giờ nói anh nghe vậy. Ừ. Bởi vì nếu mà hai đứa mình chung chết thì không còn thù oán này thôi. Dẹp mẹ nó cái hàng rào này đi. Ừ, đặng qua đi. Lợi cho nó vui ha. Dạ, đúng rồi, đúng rồi, tôi thấy cũng đúng rồi. Bây giờ anh đợi em đi rửa. Dạ, dạ. Em lấy cái cuốc cho anh nè. Rồi, rồi. Rồi. Anh đau lắm không? Đau chứ. Anh cũng mần tôi hết mẹ hai cá răng rồi. Anh ký vô con mắt tôi nè. Tròn quay với cái hộp dịch ung vậy đó. Màu bùn quân á, nó đẹp á. Ừ. Nè anh. Có rửa chưa? Em chặt nha. Cuốc nè. Để em phụ với anh. Đâu. Để em phụ với anh cho. Trời ơi, bà chặt không có nổi. Nè, bây giờ bốn đứa mình cùng chặt kia. Dạ. Một, hai.